Bật không TV VN350 cho các bạn trả lời vấn đề. Hôm nay mình có live stream nói về linh kiện điện thoại giảm 12 tỷ US nhập cảng. Thì mình chia sẻ các bản tin này. Các bạn nào mới biết Bật không TV hay 350 thì xem video cho mình, xin cái nút like, bấm thích, chia sẻ video cho nhiều người biết, đăng ký kênh ủng hộ tiếp lửa, không có tốn tiền bạc gì cả. Cảm ơn anh chị em. Hôm nay nè, lúc 2 giờ 20 trưa năm Tây tháng Giêng 2024 ha. Tại Việt Nam thì đã 6 Tây rồi, nhưng mà bên này mình thì vẫn còn 5 Tây, nghĩa là con tin này vẫn mới toan á. Nhưng mà mình đã nói rất là nhiều Samsung là rút đó, thì bây giờ có rút hay không được cũng giống nhau thôi. Tại vì không rút nhưng mà họ cắt bớt cái việc sản xuất ở Việt Nam, họ chuyển sang Ấn Độ thì cũng chẳng khác biệt gì hết. Còn cái chuyện họ rút khỏi Việt Nam là nhiều cái lý do về vấn đề thủ tục, về vấn đề giao ước với Việt Nam như thế nào, hay là những cái vấn đề ngoại giao, vấn đề thủ tục này cái nọ, nó vướng mắc cái gì đó, họ không thể nào rút đi trọn vẹn. Nhưng mà họ không có ai có quyền bắt họ phải sản xuất tại Việt Nam, thì chung quy là như vậy. Ở đây cái tiêu đề là nhập khẩu điện thoại và linh kiện giảm 12 tỷ USD, không có nói là linh kiện điện thoại của công ty nào, nhưng mà có lẽ ai cũng hiểu đây là Samsung chứ không có ai nữa. Tại Việt Nam thì chỉ có Samsung thôi. Thì kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện sấp xỉ 12 tỷ USD, tương ứng giảm tới 58.8%. Các bạn thấy kinh khủng không? 12 tỷ USD tương đương là gần 60% luôn. Có nghĩa là Samsung đã cắt sản xuất ở Việt Nam đến 60%. 60% nghĩa là kinh lắm á. Các bạn tính 12 tỷ US này làm ra phone sức cản là ít nhất là 3 lần hoặc 4 lần. Nếu 3 lần đó thì cái thành phẩm đã làm ra phone rồi nó phải là 36 tỷ. Còn nếu mà là 4 lần á thì nó phải là 48 tỷ. Đây là con số khủng khiếp lắm. Mà khi mình nhập khẩu linh kiện giảm như vậy, cái công suất của Samsung đương nhiên giảm đến 60%. Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch giảm nhiều nhất trong tất cả các khâu nhập khẩu, thấy không? Giảm nhiều nhất. Rồi. Thì theo thống kê, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan đó, nửa đầu tháng 12 nghĩa là mới đây thôi. Từ 1 tây tới 15 tây tháng 12 2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 15.48 tỷ USD, tăng 6.1, tương ứng 893 triệu USD so với kết quả thực hiện vào nửa cuối năm cuối tháng 11 2023. Thì trong đó đó, nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12 2023 tăng so với kỳ 2 tháng 11 2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng như vi máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 135 triệu US, tương ứng tăng 3.2%. Nghĩa là vào cuối năm, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 62 triệu USD, tương ứng 3.3%. Là vào cuối năm. Thì như vậy, tính đến đầu năm đến 15 tháng 12 2023 đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước là 312 tỷ USD, giảm gần 10% so với 34, tương ứng là khoảng 34 tỷ USD so với năm 2022, giảm 10%, giảm 34 tỷ. Thì đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện giảm sấp xỉ 12 tỷ, thấy không? Điện thoại giảm 58.8%, khủng khiếp chưa? Tính đến 15 tháng 12, kim nhập khẩu nhóm này chỉ đạt có 8 tỷ tư thôi. Nguyên một năm,
À, tính đến ngày 15 tháng 2, tính đến cuối năm luôn đó, là chỉ nhập có 8 tỷ tư thôi. Nghĩa là Samsung mỗi một năm nhập từ, nghĩa là các bạn cộng 12 tỷ này với 8 tỷ tư là 22 tỷ tư, 22 tỷ tư linh kiện nhập vào Việt Nam bình thường. Nhưng mà năm 2023 đó, 22 tỷ tư, nhưng mà năm 2023 chỉ có 8 tỷ tư thôi, mất 12 tỷ, gần 3, gần 2 phần 3. Riêng máy tính sản phẩm điện tử linh kiện chiếm 26.93%, gần 27% kim ngạch nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm này. Đồng thời đây cũng là nhóm hàng xuất nhập khẩu quy mô kim ngạch lớn nhất cả nước, thấy chưa? Mình đã thưa cho các bạn rồi đó, Samsung là chiếm, mình đã trình bày rất là nhiều lần, xuất nhập xuất khẩu của Việt Nam đó, cái phần của Samsung là chiếm hơn 25%, đâu có chặt đâu. Cái điều này mình bình luận lâu lắm rồi, chiếm đến 25%, 25 đến 30% tổng số xuất khẩu của Việt Nam là của Samsung. Thì so với cùng kỳ 2022 đó, kim ngạch nhập khẩu máy tính vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5.4, tương đương kim ngạch tăng 3.34 tỷ USD. Thị trường nhập khẩu đó, thị trường nhập khẩu từ Hàn Quốc này, đây là của Samsung rõ ràng. Tại Việt Nam là gia công. Máy phone của Samsung, iPad, máy tính bảng này kia nọ là nhập khẩu từ Hàn Quốc, từ Trung Quốc về Việt Nam lắp ráp. Cập nhật tổng cục hải quan đến hết tháng 11 2023 tăng 21% so với cùng kỳ 2022, chiếm 32% kim ngạch nhập khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện cả nước. À, họ vẫn nổ ở đây nè, họ vẫn nổ nè, tăng 21%, nhưng mà trên này thì lại nó giảm. Các bạn thấy những cái nghịch lý chưa? Ở trên này thì nó giảm nè, mà dưới này thì nó lại nói là tăng nè. Năm 2022 so với năm 2022 tăng 21%. Các bạn thấy hai cái này nó đá với nhau không? Báo chí Việt Nam á, lý do là báo chí Việt Nam đọc là phải nghiên cứu, còn nếu không là không hiểu. Vào cái tiêu đề lúc nào họ cũng khen, tự mình khen mình. Xong rồi phần dưới á, họ mới phân tích là nó không giống với cái phần trên của bản tin. Báo chí Việt Nam là lúc nào cũng vậy. Còn cái phần dưới này nè, cái câu cuối cùng là đổ thừa. Là theo cái chuyên gia đó, nguyên nhân chính khiến nhập khẩu điện thoại các loại về linh kiện giảm là sức tiêu dùng trong nước yếu. Cái điều này không có đúng. Hãng Samsung ở Việt Nam á, là cung cấp cho toàn thế giới, không phải là sản xuất để phục vụ cho Việt Nam. Cái thị trường Việt Nam có nhiều hay ít không có không không phải là một cái điều quan trọng đối với Samsung ở Việt Nam, tại vì cung cấp cho cả toàn thế giới lận. Trong khi các đơn hàng xuất khẩu điện thoại linh kiện cũng giảm mạnh, cái điều này cũng không có đúng luôn. Trong cái Noel vừa rồi mình có chia sẻ với các bạn đó, phone của Samsung hay là hay là Apple ở Canada này hầu như là cho không đó, hay là trả một cái số tiền rất là rẻ luôn, rẻ thú luôn đó. Như cái phone mình đang xài á, của Samsung á, 1.500 đô đó, nhưng mà mình trả chỉ có 400 đô thôi. Mình trả chỉ có 400 đô thôi mà mỗi tháng 20 đô nữa. Trả trong vòng có 2 năm 24 tháng là cái phone của mình. Còn cái công ty viễn thông không biết họ mua bán như thế nào với Samsung, giá bao nhiêu thì chúng ta không biết. Nhưng mà khách hàng của các công ty viễn thông á, trả tiền phone hầu như chỉ có 20% thôi. Cho dù đó là Samsung hay là Apple, mà cạnh tranh khốc liệt luôn. Hãng viễn thông nào cũng cung cấp iPhone, cung cấp Samsung đủ loại, cạnh tranh khốc liệt luôn. Thành ra cái thị trường phone của Samsung hay Apple vẫn bình thường, không có cái gì mà gọi là sụt giảm cả. Thành ra cái câu dưới này không có đúng hoàn toàn. Cả hai điều đều không đúng hết. Samsung không phải sản xuất chủ yếu cho thị trường Việt Nam. Thị trường ở ngoài Việt Nam đó, thì Samsung vẫn hoạt động rất là bình thường luôn. Thì cái vấn đề là mình chia sẻ cái năm nay rồi, mình nói Samsung sớm hay muộn thôi. Khi mà mình biết được cái nhà máy Ấn Độ, Samsung đã đầu tư tới 5-6 tỷ đô la này, lớn gấp 4 lần của Việt Nam. Nhân viên Việt Nam là 80 ngàn, nhân viên ở bên Ấn Độ là 300 ngàn. Các bạn tính có bao nhiêu lớn, ba lớn bao nhiêu so với Việt Nam.
Samsung đâu có chuyện mà bỏ ra 5 7 tỷ đô la để mà lập cái nhà máy ở bên Ấn Độ rồi nhìn nè, không có sản xuất à. Họ bỏ bao nhiêu tỷ bạc để huấn luyện nhân viên làm việc cho họ 300 ngàn người. Đó. Thành ra mình đã biết là Samsung sẽ dọn sẽ rời khỏi Việt Nam thôi. Cách này hay cách khác. Còn bây giờ thì họ chưa có rời khỏi Việt Nam vì cái lý do nào đó còn ràng buộc ha. Trong cái vấn đề đầu tư như thế nào đó chỉ có Samsung với Cộng sản Việt Nam mới biết, còn ai, không ai biết được. Nhưng mà không ai có quyền cấm họ hạ cái năng suất, hạ cái sản xuất xuống ở Việt Nam. Và 12 tỷ đô la đó giảm đến 60% xuất nhập, giảm đến 60% nhập khẩu của Samsung vào Việt Nam. Có nghĩa là giảm cái công suất sản xuất tại Việt Nam khoảng 40 tỷ đô la. Giảm khoảng 40 tỷ đô la. Nghĩa là mỗi năm Samsung sản xuất tại Việt Nam là tương đương khoảng 70 tỷ đô la đó. Cái phần riêng của Samsung không là 70 tỷ đô la xuất cảng. Như năm 2023, Việt Nam xuất cảng 680 mấy tỷ. Rồi xuất nhập cảng hai cái, vừa nhập cảng và vừa xuất cảng là 680 mấy tỷ. Nhưng mà cái phần nhập cảng lúc nào cũng cao hơn cái... riêng cái phần của Việt Nam đó, cái phần nhập cảng lúc nào cũng cao hơn cái phần xuất cảng hàng chục tỷ Mỹ kim. Cho nên mình nói là ở Việt Nam, mình nói là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có đồng nào cả vấn đề xuất cảng, tại vì xuất cảng 10 đồng thì nhập cảng vào 15 đồng đó. Xuất cảng 100 tỷ thì nhập cảng vào 130 tỷ. Đó là cái phần của Việt Nam. Còn cái phần thặng dư là của các công ty đầu tư ngoại quốc giống như Samsung. Họ nhập cảng vào 100 tỷ thì họ bán ra 140 tỷ. Họ bán ra 140 tỷ. Họ nhập vào 100 tỷ. Còn trong khi đó Việt Nam thì ngược lại. Bán ra 100 tỷ thì nhập vào 130 tỷ. Thành ra mình mới nói là Việt Nam không có cái gì cả. Không có thu được đồng nào cả. Mà chẳng những vậy còn phải thâm hụt nữa. Đô la phải chảy ra ngoài quốc một năm 30 tỷ. Thành ra mỗi một năm không á, như năm 2023 680 mấy tỷ xuất nhập cảng. Thì các bạn hãy chia hai thôi cho nó dễ khỏi nhức đầu. Phần nữa là 685 tỷ xuất nhập cảng thì bây giờ chia ra hai ra là mỗi nhập cảng 334 tỷ, xuất cảng 334 tỷ. Ở đây là mình không có tính cái phần của Việt Nam lỗ, cái phần của các công ty đầu tư ngoại quốc có dư. Mình cứ tính là nhập vào 334 tỷ, xuất cảng 334 tỷ. Nhưng mà riêng cái phần của Samsung không trong cái số mà xuất cảng 334 tỷ đó, Samsung đã chiếm tới 70 tỷ rồi. Samsung chiếm 70 tỷ trong 334 tỷ xuất cảng. Các bạn thấy kinh khủng không? Nói bây giờ năm 2024 này cái số nhập cảng của Samsung có lẽ nó còn giảm hơn nữa. Và cái số sản xuất phone của Samsung ở Việt Nam nó còn nhiều, giảm nhiều hơn nữa. Tại vì nhập vào ít thì sản xuất ít thôi. Như vậy thì cái số chênh lệch so cái số chênh lệch năm 2023 2024 so với năm 2021 hay là trước khi dịch Covid-19 nó đi đâu? Cái năng suất, cái công suất của Samsung nó chạy đi đâu? Chạy đi Ấn Độ. Nó chạy đi Ấn Độ trong đâu anh? 300.000 công nhân ở bên đó. Thì mình cũng chia sẻ với bạn rồi là lý do tại sao Samsung phải dọn. Không riêng gì Samsung, tất cả các công ty đầu tư ngoại quốc cũng đều vậy thôi. Nơi nào kiếm được tiền thì họ đến, nơi nào kiếm không được tiền hay là chi phí nặng quá thì họ bỏ đi. Tại vì họ làm kinh tế. Samsung đến Việt Nam 20 năm rồi. Được ưu đãi thuế có lẽ 10 15 năm vậy đó. Những cái đại công ty này gọi họ đầu tư vào rồi họ phải được ưu đãi thuế. Mà thậm chí nhiều quốc gia còn cho họ miễn thuế luôn nữa. Trong thời gian bao nhiêu năm. Mà Samsung ở Việt Nam 20 năm rồi, cái thời gian đó có lẽ chắc chắn 100% là đã qua rồi. Năm 10 năm trở lại đây, Samsung đã không còn được ưu đãi thuế nữa. Không còn được miễn thuế nữa. Cái số tiền này không phải là ít, mỗi một năm cả tỷ đô la đó. Mỗi một năm cả tỷ đô la đó. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ không được miễn thuế, không được giảm thuế. Ha. Cái thứ hai, nhân viên của Samsung đã làm cho Samsung 10, 15 năm, 20 năm. Tại vì Samsung đã có mặt 20 năm rồi. Thì bây giờ các bạn hãy tính 15 năm. Nhân viên của Samsung đã làm cho Samsung 15 năm. Thì bây giờ số tuổi của họ bao nhiêu? Cái số tuổi của nhân viên Samsung bây giờ phải từ 35 đến 40.
không có giữ được. Nghĩa là nhân viên của mình đã già rồi. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, tiền lương của nhân viên bây giờ cũng rất là cao. Tuy là cái mức sống của người dân Việt Nam, cái đồng lương này cũng không có đủ. Không có đủ lý do nằm ở chỗ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có ngân sách cho an sinh xã hội, không có ngân sách dành cho giáo dục, ngân sách dành cho y tế. Lương nhân viên của Samsung 10 triệu một tháng. Một gia đình mà có hai đứa con thì cũng không có thấm đâu á. Chỉ cần lo cho hai đứa con đóng tiền trường, tiền này tiền nọ cho trường không là nó đã lấy hết số tiền tích lũy rồi. Còn nếu mà gia đình có người bệnh nữa thì chỉ có nước phá sản luôn. Tại nhà cầm quyền không có lo, không có chi. Nhưng mình thưa cho các bạn đó, mỗi một đầu người, người dân Việt Nam chỉ được có 70.000 đồng một năm thôi. Y tế, mua hai viên thuốc cảm là không có đủ rồi. Tại cái đồng lương của nhân viên của Samsung bây giờ đó khá cao á, nhưng mà không có so sánh được cái mức sống của Việt Nam được. Nhưng mà đối với cái đồng lương của Samsung, đối với các quốc gia khác thì vẫn còn cao đó. Tuy là cái thực tế cái đồng lương không có đủ sống vì những cái vấn đề an sinh xã hội, về những vấn đề mà ngân sách nhà nước chi chi trả hoàn toàn không có. Tại vì nhân viên làm 10, 15 năm tiền lương được tăng mỗi năm chẳng hạn. Thì đến ngày nay lương bổng của nhân viên Samsung cũng phải cao. Nếu đem so với Ấn Độ, lương của Ấn Độ theo mà mình biết thì mới có phân nửa của những gì mà Samsung trả cho nhân viên ở Việt Nam. Samsung sang Ấn Độ sản xuất, họ tiết kiệm được tiền lương nhân viên gần 50%. Các bạn biết 50%, 300.000 công nhân như vậy thì họ tiết kiệm bao nhiêu một năm? Họ trả lương cho người, cho nhân viên ở Việt Nam 10 triệu một tháng. Ở bên Ấn Độ họ trả chỉ có 5-6 triệu thôi. Tiền đồng. Thì 300.000 nhân viên bên Ấn Độ họ tiết kiệm bao nhiêu? Cộng thêm 10 năm, 15 năm miễn thuế hay giảm thuế chẳng hạn. Thì như vậy mỗi năm Samsung tiết kiệm bao nhiêu tỷ USD? Thì như vậy họ không dọn mới là lạ. Chắc chắn họ phải dọn thôi. Còn cái việc bao lâu thì họ rời khỏi Việt Nam thì cái chuyện đó không ai biết. Nó còn ràng buộc rất là nhiều thứ giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và công ty Samsung. Cái điều này thời gian mới trả lời. Nhưng mà cái việc cắt công suất sản xuất ở Việt Nam cũng đủ chết rồi. Rõ ràng năm 2023 là họ cắt 60% rồi. Họ cắt 60%. Họ đổ thừa là thị trường ảm đạm. Nhưng mà cái điều này hoàn toàn không phải. Thì đó là những cái lý do mà Samsung chọn, mà tất cả các công ty khác cũng đều giống nhau thôi. Rất là nhiều công ty đầu tư vào Việt Nam đó. Nhưng mà 5-10 năm tới, khi mà hết cái thời gian để được miễn giảm thuế, thì họ cũng giống như Samsung. Họ sẽ dọn đi một cái nơi khác rẻ hơn, quyền lợi nhiều hơn ở các quốc gia dành cho họ. Thật ra kinh tế của Việt Nam chưa 5-10 năm tới nó mới là cực kỳ thê thảm đó. Khi mà các công ty đầu tư ngoại quốc bắt đầu dọn khỏi Việt Nam, khi mà chi phí bắt đầu nặng, bắt đầu cao, mà kinh tế của Việt Nam thì hoàn toàn không làm chủ được một cái công nghệ nào, không có một cái sản phẩm nào về cao kỹ, chỉ dựa vào nông lâm thủy sản. Những ngành nghề mà làm ra tiền, ra của cải thì đều của các công ty ngoại quốc hết. Việt Nam hoàn toàn không có cái gì cả. Việt Nam không phải là không làm được, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không đầu tư. Họ không đầu tư vào kinh tế, không đầu tư vào giáo dục, không đầu tư vào y tế để làm cho người dân có một lớp tri thức ở tương lai. Sức khỏe người dân không có thì làm sao có thể phát triển được. Người dân miền Nam sống trong cái môi trường ô nhiễm, bệnh hoạn, nước độc, nước ô nhiễm, thực phẩm nhiễm độc, không khí dơ bẩn, y tế thì ào ụt. Như vậy thì làm sao có thể phát triển được. Còn các công ty đầu tư ngoại quốc thì họ nơi nào kiếm được tiền thì họ tới, nơi nào không còn kiếm được tiền nữa thì họ bỏ đi thôi. Cái chuyện này không phải riêng ở Việt Nam, ở bất cứ nơi nào. Ngày xưa đó, 20 năm trước, 10, 15, 20 năm, 20 năm, 15, 20 năm trước, Samsung bỏ Trung Quốc cũng là cái lý do này, để dọn vào Việt Nam. Thì bây giờ đã đến lúc Samsung bỏ Việt Nam để đi Ấn Độ. Nó không chỉ diễn ra Việt Nam, mà diễn ra khắp mọi nơi. Ở đây là mình chưa có nói vấn đề thủ tục rườm rà đó. Intel, giống Intel nói, hay là
bị vi phạm đạo đức việc kinh doanh, giống như Offset của Đan Mạch nói. Ở đây là mình chưa nói tới vấn đề này. Nếu mà nói tới vấn đề này thì có lẽ người ta sẽ còn dọn nhanh hơn nữa, nó còn chạy còn lẹ hơn nữa, giống như Offset hay Intel, đúng không? Thì đó là mình chia sẻ với các bạn cái bản tin ngày của cái bản tin của cái bài báo này. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem video này. Hẹn các bạn video sau. Chào.